event that you do not like this? The answer is rather easy. This is different. Some of you will not and cannot accept change. GBR. This is a tech production. You will be shy. Đây là đâu? Chắc là địa ngục trần gian. Ta thấy nhói ở tâm cảm, xin nỗi đau ấy ngừng vang. Người ra đi thì ta ở lại làm gì? Những vết thương kia nó sẽ làm theo dòng thời gian trôi đi. Ta biết vì ta còn yêu gia diết, nên rất khó để vĩnh biệt, rất khó để từ giã những thói quen hay góc kỷ niệm mà ta xem nó là đẹp nhất trong khoảng thời gian này. Ta đã từng khóc rất là nhiều, chúng cho sự mất mát đâu về đêm. Khi bật trong nhau ta còn để bên, thì sao ta có thể dễ quên khi đôi tay thô cũng lỡ vứt hết, khi đôi mắt khô chỉ đồng lại những vết nứt trên. Ta không biết nên làm gì để tâm trạng này ngày nào đó sẽ được tốt hơn. Chỉ biết ta hồn vào rap, đưa hết tâm sự vào đến này, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Thì thả không đến được với nhau đi. Thì nay dương trời bắt ta phân ly. Ta đến với nhau chỉ để trả nợ, nhưng xin lỗi nói thẳng chỉ là cớ. Thì thả không đến được với nhau đi. Thì nay dương trời bắt ta phân ly. Ta đến với nhau chỉ để trả nợ, nhưng xin lỗi nói thẳng chỉ là cớ. Ta nghĩ có chắc gã điên vô cảm, giờ ta cũng hoa gã khờ vô cảm. Thật sự với ta nó rất vĩ đại, quan tâm từng tí và hậu quả đó là ý lại. Nó giao lệ phủ phang tôi kích độc, ta trở về lại con người rất cọc. Hằng ngày chỉ rủa trên Facebook, cần hận để mọi người nhìn ta như người thất học. Giờ đúng cảm thấy mình cô đơn lắm, chán chường, mất cảm giác nhìn gái như là chỗ vậy. Ta mất niềm tin từ lúc nào đây, những người thương ta ta chỉ biết buông tay cố đẩy. Ta thấy mình sai lại càng sai thêm, ta sẽ tập nói ừ thì mai quên. Cảm ơn những người bên cạnh động viên, an ủi, chia sẻ giúp ta với bất ưu phiền. Thì ta không đến được với nhau đi. Thì đây dương trời bắt ta phân ly. Ta đến với nhau chỉ để trả nợ, nhưng xin lỗi nói thẳng chỉ là cớ. Thì ta không đến được với nhau đi. Thì nay dương trời bắt ta phân ly. Ta đến với nhau chỉ để trả nợ, nhưng xin lỗi nói thẳng chỉ là cớ. Thì ta không đến được với nhau đi. Thì nay dương trời bắt ta phân ly. Ta đến với nhau chỉ để trả nợ, nhưng với anh tất cả chỉ là cớ.